Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Sài Gòn Lifestyle lại quay trở lại với chủ đề là làm thế nào để chúng ta tạo một cái vườn rau từ cái ban công rất là nhỏ ở cái thành phố đầy nắng gió là thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn đã biết thì ở Sài Gòn thì để có cho mình một không gian riêng tư rất là khó hoặc là rất là đắt đỏ, đúng không? Thì không phải ai cũng có một cái khu vực to để có thể mình thể hiện sở thích của mình là trồng rau. Riêng với Sài Gòn Lifestyle á, thì mình chỉ có một cái khoảng không công ban công rất nhỏ, nhưng mình cũng đã tạo cho mình một cái vườn rau nhỏ và rất là xanh mướt như thế này. Đồng thời nó có thể ăn được ha. Điều đặc biệt là vườn rau của Sài Gòn Lifestyle á, thì nó từng dùng được từ những cái thứ là bỏ đi, có nghĩa là mình tái sử dụng. Ví dụ như là nước thì mình để tưới thì dùng mình nước tắm của em bé sau khi tắm xong, thì thay vì mình đổ đi thì mình tận dụng để mình tưới cho rau. Đây là phần nước thừa đi sau khi em con gái mình tắm xong ha, thì thay vì mình đổ thì bắt đầu mình tưới cho cây. Các bạn nào mà có con thì cái việc tắm hàng ngày nó rất là thừa nước như thế này á, thì các bạn thấy nước tắm của em bé là bằng các loại mà xà phòng cho bé thì nó có đặc tính là rất là tự nhiên và không gây hại, cho nên các bạn sẽ thấy nước sau khi em bé tắm xong rất là trong và không có thật nhiều bọt. Và mình đã tưới rồi thì gần hơn một năm qua thì mình tưới bằng nước này á, thì cái cây của mình vẫn xanh tốt. Nếu các bạn nào có em bé mà muốn dùng nước tắm để tưới cây thì cứ tắm bồn nha. Rồi các bạn chỉ cần mang nước ra cái sân của mình rồi mình tiến hành tưới thôi, thì rất là bình thường. Và điều đặc biệt là mình thấy mình tưới những cái nước này mình thấy mình không có tiếc. Bởi vì sao? Vì nước này thay vì là mình đổ đi vì mình không dùng nữa, thì bây giờ mình bắt đầu mình tưới thì mình tưới rất là thoải mái ha. Các bạn thấy không, mình tưới rất chi là thoải mái. Còn nếu như mà nước mà mình lấy từ nước máy á, thì mình tưới cũng rất là nhỏ giọt và mình rất là tiết kiệm, đúng không? Còn khi mà mình cái nước thay vì mình vứt đi á, thì mình tưới á, thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Và cây của mình á, đặc biệt là nó chỉ cần nước thôi thì nó có thể phát triển xanh tốt được rồi. Mình còn có cả cái vàng đó các bạn thấy không, chỉ mất khoảng từ 1 đến 2 phút thì mình đã tưới xong cái khu vực ban công đầy hoa quả và rau của mình ha. Thì hồi trước thì mình đã tưới trừng dưa hấu ha, rồi mướp đắng mướp ngọt ở đây vừa rất là ok. Thì những cái cây mà phù hợp cho cái công viên này thì bao gồm những cái cây xanh ha, mướp đắng mướp ngọt ha, có cả dưa hấu nữa, rau khoai, đặc biệt là rau khoai nha. Rau khoai nó rất là ưa nắng và chỉ cần có nắng và nước thôi. Và bên cạnh thì có thêm cái chậu cây rau ngót Nhật nữa ha, rồi có cả rau xoan Nhật ha. Đồng thời mình còn có thêm cây cái này thì mình không nhớ lắm, như là cây lá bọng đây, mình còn gọi là cây lá bọng đây. Thì cái này rất là tốt, đặc biệt là mình khi ho thì mình hay giả cái này ra mình uống, thay vì mình đi mua thuốc tây thì mình giả cái này ra uống thì cũng rất tốt. Cái vườn mình còn có thêm cả rau thơm nữa ha. Thì các bạn rất đầy đủ các loại rau mà một cái vườn nhỏ có thể mang lại. Thì các bạn thấy không gian của mình nó tràn đầy cái màu xanh ha. Và đặc biệt thì cuối tuần mình có thể ra đây ngồi nhâm nhi một tách trà và thưởng thức cái không khí mà đó được lọc bụi bẩn, và mình nghĩ nó sẽ nhiều oxy hơn. Các bạn thấy ở phía dưới đường thì xe vẫn rất là đang chạy đấy, đúng không? Nhưng mà phía trên chúng ta là có một cái vườn rau xanh ngát như thế này, là một điều cực kỳ tuyệt vời.
Và điều đặc biệt là cái điều này nó không khó, một ngày mình chỉ dành ra khoảng tới 5 phút nữa, mình nghĩ là khoảng từ 2 phút để tưới thôi. Và lâu lâu thì tầm 2 tuần mình chăm sóc một lần, rồi mình thường 2 tuần thì mình thu hoạch một lần. Và cái video sắp tới mình sẽ sao cho các bạn thấy sau 2 tuần thì mình thu hoạch gồm có những gì ha. Và video đến đây cũng là khá dài rồi, mình xin phép tạm dừng. Và hy vọng đâu đó sẽ mang lại một chút động lực cho các bạn, để các bạn trồng cho mình một cái khoảng không như thế này, và góp một cái phần tạo ra oxy từ CO2 và giúp môi trường ngày càng trong sạch hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.